Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để nói về cái cuộc sống Hà Nội sau những cái ngày mà dịch Corona bùng phát, và Ủy ban thành phố Hà Nội sẽ cấm đóng cửa tất cả những cái cửa hàng không cần thiết. Xem là những cái hoạt động nó như thế nào nhá. Đây là chúng tôi bắt đầu vào phố Láng Hạ. Thì cũng có rất là nhiều cửa hàng như Gà Ta này. Rồi nhiều cửa hàng ăn uống đã đóng cửa rồi. Có rất nhiều những như thẩm mỹ viện cho thuê nhà. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Tuy nhiên thì mọi cái hoạt động thì vẫn diễn ra đều. Đây là phố Láng Hạ. Phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Đây ví dụ như kiểu cái bún cá cay Hải Phòng này thì cũng đã đóng cửa một nửa rồi. Quán cà phê thì cũng đã treo bán, xếp bàn ghế vào nhau. Hà Nội thì vừa rồi thì có ra cái quyết định là sẽ đóng cửa những cái cửa hàng mà có cái sự tập trung đông người trên 30 người trở lên. Đây là phía trước mặt chúng ta là con phố Láng Hạ, chuẩn bị lên cầu vượt. Hôm nay chúng tôi sẽ lên phố phố cổ Hà Nội để cho các bạn thấy cái khung cảnh của Hà Nội nó thế nào. Thank you.
tiếp tục hành trình trên phố Nguyễn Thái Học. Đây là tòa nhà của Doji, một trong những cái tòa nhà mà được rất là nhiều người không ủng hộ bởi vì là lắp toàn bộ cái kính sáng và gây chói mắt đối với người tham gia giao thông. Tòa nhà Doji này thì nằm ở trên phường Điện Biên, quận Ba Đình. Doji Tower. Tiền là đâu đây, cưng đây à, xem là tiền thì vẫn còn mà quay đi, khu vực kem Tràng Tiền thì vẫn còn mở cửa, cửa hàng kem Tràng Tiền thì vẫn mở cửa bất chấp những cái lệnh cấm của Ủy ban thành phố. Chị ơi, cho em hai que kem Tràng Tiền, hai cái đấy. Cốm, cái này là cốm hai que thì kem đấy, kem cốm 20.000 anh ơi. Hiện tại thì đây đang ở khu vực bán kem Tràng Tiền, bất chấp những cái quy định của thành phố Hà Nội thì cửa hàng này vẫn đang bán. Tôi vừa mới mua, rất là nhiều những cái khách đang đứng tại đây. Cái khuyến cáo của bên thành phố Hà Nội thì cho biết rằng là 30 cách nhau 2 mét. Không mua kem ốc quế. Ăn kem này ngon hơn mà. Mỗi que kem này thì có giá là 10.000 đồng. Chúng ta sẽ vào trong khu phố cổ của Hà Nội, chuẩn bị vào. Tôi sẽ đưa các bạn vào tới những phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã Mây cái thứ, xem là những cái hoạt động đi thẳng em ơi, cái hoạt động như thế nào. Đây là chỗ Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương. Và rồi tôi đã làm một cái phóng sự liên quan đến khẩu trang y tế công ty Quốc Bảo. Đây là Hồ Gươm. Hồ Gươm trong những cái ngày mà nắng đẹp, thời tiết rất là dễ chịu, các bạn trẻ thì không còn đến đây nữa rồi. Phía xa xa những cái hàng ghế thì đã trống, không còn ai ngồi. Một trong những cái điều cũng gọi là khá lạ ở Hà Nội chỉ trừ những ngày Tết thôi. Bây giờ công nhận cũng rất là đáng sợ. Ngày hôm qua thì chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung cho thông báo trên báo chí là hiện tại có khoảng 20 người nhiễm SARS-CoV dương tính với COVID-19 đang đi lang thang loang quăng ở Hà Nội, chả biết thế nào. Anh em mà đi đâu nhớ uống trà đá là điếc, là phải cách nhau 3 mét. Nhưng mà tôi khuyên thẳng thắn là cứ thôi, tốt nhất là cứ ở nhà, không đi đâu cả. Chẳng qua hôm nay tôi muốn ở nhà lắm, nhưng mà cũng nhớ anh em nên là muốn ra đây để review cho anh em cái cuộc sống của Hà Nội hiện tại nó như thế này. Bắt đầu đi thẳng em ơi, bắt đầu chúng tôi sẽ vào phố Hàng Dầu. Đây là tượng đài cảm tử, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và Hà Nội, với việc ôm bon ba càng để lao vào. Đây là phố Hàng Dầu. Phố Hàng Dầu Lò Xú. Ông bà này thì cũng đã đang dọn đồ rồi. Rất là nhiều những cái những người mà phía xa xa thì còn mỗi cửa hàng Viettel Store thì còn đang mở cửa thôi, bán hàng. Đi thẳng. Cửa hàng giày 24 này thì cũng đã đóng một nửa. Các cửa hàng giày dép ở đây, phố Hàng Dầu thì chủ yếu là bán giày dép, thời trang, về giày thôi, về giày dép các loại, toàn đồ giả ấy mà. Có vẻ hắn thật đâu. Phố cổ Hà Nội ngay lúc này đây các bạn này. Một cảm giác thật là sự là đau thương. Đau thương. Một cảm giác rất đau thương. Rất nhiều những cái cửa hàng không còn. Đây là một số xe ôm. Nay có nhiều quốc kia chú? Sáng nay còn chạy được, chiều nay rồi. Anh em nghe chia sẻ của chú xe ôm nhá. Sáng nay chú được mấy quốc chú? Được có 3-4 quốc à. Thế à? Thế chiều nay thì chú nằm thế này lâu chưa? Lâu rồi, gần 2 tiếng rồi, không có khách. Gần 2 tiếng rồi chưa có khách á? Sao chú không chuyển sang Grab hay Bigo? Thôi chú làm cái này nó quen rồi, thích quen thôi. Vâng. Chú đã thấy cái Hà Nội những ngày thường như này bao giờ chưa? Chưa, chú chưa thấy bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Thôi, chú chúc chú may mắn. Chú quê ở Nam Định à? Quê Nam Định. Chào đi nhá. Một người xe ôm cho biết là chưa bao giờ nhìn thấy Hà Nội vắng như thế này. Hello. Đi rồi. Một nhà hàng Trung Quốc. Có biển. À, đây không phải nhà hàng mà đây là khách sạn. Trầm Hương. Trầm Hương. Đi từ đứng đứng ngồi thôi. Anh đi lên trên kia nhá. Gostel COVID-19. Hà Nội mùa này, những ngày gần đây là đúng là tôi rất là hoảng loạn. Cửa hàng cai cờ thì vẫn mở cửa, siêu thị cai cờ vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm của ủy ban thành phố. Rất nhiều những cửa hàng, siêu thị, nhà hàng vẫn còn hoạt động. Hàng loạt những cái tuyến phố
đã bị đóng cửa. Đây là một cửa hàng bánh mì. Phía xa xa thì người dân cũng đang hết sức là tôi sẽ di chuyển vào khu vực này để xem người dân cũng như là chính quyền họ đang vận động như thế nào. Tuyến phố này thì vẫn còn hoạt động rất là nhiều, cũng chưa có ai đóng cửa cả. Rau củ quả, mọi hoạt động thì vẫn đang diễn ra rất là nhộn nhịp. Rất là nhộn nhịp. Người dân thì cũng vẫn đang mua hàng bình thường tại cửa hàng bánh mì, tại các cửa hàng nông nghiệp sạch. Đây, đây là phố Giáng Ngư. Mọi hoạt động thì vẫn đang diễn ra rất là sôi động như chưa từng có gì diễn ra. Cửa hàng gạo, các cửa hàng, chú công an thì cũng đang đứng đây cũng chẳng làm gì cả. Có lẽ là đang xử lý. Đây là phố Giáng Ngư. Phố Giáng Ngư thì mọi hoạt động vẫn diễn ra tấp nập. Ngoài này thì cũng đang một số cửa hàng bên dưới này thì cũng đã đóng cửa rồi. Mọi người cứ nhìn nhau hoặc ngồi thôi, không làm gì cả, không có khách. Đây là một quán gà chiên. Quán gà chiên. Quán gà chiên. Phố Giáng Ngư thì cũng tất bật, vẫn bán hàng bình thường, không có những cái sự xáo trộn cho lắm. Và tôi sẽ tiếp tục di chuyển sang cái phố khác. Chúng ta sẽ rẽ vào phố Đinh Liệt. Phố Đinh Liệt này là cũng là một trong những tuyến phố mà chính quyền cũng đang đi để vận động. Vận động đang đi vận động người dân để không. Đây là khu bảo tồn này. Đấy. Là đang vào phố Tạ Hiện, một trong những cái tuyến phố được gọi là phố Tây. Chúng ta chuẩn bị di chuyển vào cái phố Tây, phố Tây Tạ Hiện. Có rất nhiều công an, cảnh sát đang ở đây rồi. Chúng tôi sẽ đi bộ vào đấy. Nào, chúng ta sẽ dừng lại đây. Công an thì đang ngồi ở đây rồi. À. Đây là con phố Tây. Phố Tây Tạ Hiện. Hàng ngày, ngày bình thường ban đêm thì ở cái khu phố này rất là sầm uất. Ngày hôm nay thì ông chủ cửa hàng này cũng đang tranh thủ để sửa sang lại những cái rất là hay, có những cái đây là một ảnh quay phim của đài thông tấn xã Việt Nam. Phía xa xa thì cơ quan chức năng đang
tiến hành đi vận động các hộ dân này ngừng kinh doanh, không kinh doanh nữa. Vẫn còn kinh doanh. Cũng đang rửa, thau rửa để ấy hết rồi, chuẩn bị dọn vào. Nhiều cửa hàng thì cũng đã đóng cửa. Phố Tây tạ hiện một khung cảnh quá là rất nhiều những cái thông báo đang dán khắp nơi. Chúng ta có thể thấy rất hay. Cơ quan chức năng thì cũng đang đến đây để tiến hành nhiều những cái biện pháp hỗ trợ, có tuyên truyền. Chào anh ạ. Để tham gia chống dịch.
hàng Nón Sơn thì cũng đã đóng cửa rồi. Tôi sẽ quay lại phố Hoàng Gia cho các bạn thấy. Anh công an kia thì cũng đang có mặt ở đây, chú bảo vệ. Chào anh, hôm nay anh có thấy Hà Nội vắng vẻ không? Ừ. Nói chung là cũng có. Bắt đầu chương trình. Anh có sợ virus không? Sợ chứ, sao lại không sợ? Ai chẳng sợ. Hôm nay anh thấy Hà Nội nó như thế nào? Theo cái cảm nhận như ban ngày, như hàng ngày. Nói chung là thôi thì thành phố có chủ trương thế thì giờ các cửa hàng đóng cửa lại rồi. Nhưng mà nó cứ theo cái chủ trương của thành phố thôi. Vâng. Bác Grab thì hôm nay chạy được mấy chuyến rồi? Em được có vài chuyến rồi. Vài chuyến à? Hôm nay thu nhập cao hơn mọi ngày không hay là thấp hơn? Mà bình thường nhỉ. Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình nhiều không? Cái dịch này tất nhiên là ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng như thế nào anh có thể kể cho mọi người biết không? Ảnh hưởng đến tất nhiên tỷ lệ thất nghiệp nhà em, vừa thất nghiệp xong em chạy Grab đấy. Thế à? Bác làm cái nghề gì? Em làm quán bar nhà hàng. À. Và đóng cửa cách đây nửa tháng rồi. Cách đây nửa tháng rồi à? Đây là phóng viên của đài truyền hình YouTuber. À, YouTuber. YouTuber. Cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn anh. Đi rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường.